Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Ohiban. Đây là một chiếc khá đẹp với thiết kế của một chú rồng. Anh em thường gọi bản này là bản độc long đấy ạ. Bản này của chúng ta thì là một cái bản rất là đặc biệt, sử dụng một cái đường benzen là đường vàng khối 18 ga. Và đây là một cái đường rất là to và dày. Và với chiếc này là size 42mm thì cái đường này thực sự nó chứa rất là nhiều vàng các bạn. Cái trọng lượng thì mình áng chừng đó khoảng 5 đến 7 chỉ vàng á. Đó, và với vàng thì anh em thấy là thực sự nó ánh kim rất là mạnh. Nó khác hẳn so với cả những cái chỉ ở bên dưới ở phần dây. Cái chỉ này chỉ là mạ thôi anh em nhá. Đó, và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc Ohiban độc long sở hữu một cái đường kính là 42mm. Độ dày là khoảng độ 9.5 và cặp lung càng thiết kế quạt xuống này thì sẽ ôm trọn lấy cổ tay của anh em. Đây là một chiếc qua sử dụng anh em thấy độ mới còn rất là cao. Gần như chưa có vết xây sát gì cả, chỉ có một vài vết xước lông mèo theo thời gian mà thôi. Đó. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay còn được trang bị rất là nhiều kim cương ở bên trong cọc số ạ. Chúng ta sẽ có tổng là 11 viên kim cương với tổng trọng lượng là 0,055 carat. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt, bản limited edition có 305 chiếc trên 666 chiếc toàn cầu. Đó. Và anh em thể thấy thì với thiết kế skeleton phô diễn ra những gì tinh túy nhất của một cỗ máy cơ khí. Một chú rồng đang cuộn tròn. Anh em thể thấy nó đang ngậm lấy cái viên đá ruby. Đó, rất là hay, một cái hình tượng của rồng rất là tuyệt vời. Và những cái sản phẩm liên quan đến rồng thì nó sẽ mang cho chúng ta những cái sự may mắn này, cái sự tài lộc. Đó, rồng cũng là một trong những cái linh vật tứ linh, long lân quy phụng. Đó, và gắn liền với cả những cái câu chuyện lịch sử Việt Nam chúng ta như là con rồng cháu tiên. Rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến rồng. Và anh em thì thấy cái độ hoàn thiện, độ chế tác rất là tinh xảo. Từ vảy rồng cho đến cái phần đầu rồng thoát ra rất là nhiều thần thái, từ mắt rồng này, râu rồng cho đến nó sẽ có những cái móng vuốt rất là sắc bén. Rất là đẹp anh em ạ. Đó, bên trong chúng ta còn có thể ngắm được cỗ máy cơ khí như là bánh xe gai, con ngựa và hệ thống vành tóc. Bộ kim trước này thì thiết kế dạng kim nung. Để lên được màu xanh của kim nung này thì đòi hỏi các nghệ nhân của chúng ta phải nung ở nhiệt độ thích hợp thì mới lên được màu xanh như này anh em nhé. Và với thiết kế dạng kim lá liễu này thì nó sẽ làm chiếc đồng hồ chúng ta nó sang trọng hơn rất là nhiều. Các chấu giữ kim cương của chúng ta cũng được thiết kế bằng thép không gỉ và được mạ PV Dowscon. Và thực sự đây là những cái viên kim cương mà được Ohiban tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, cực kỳ đẹp. Mặt kính sử dụng trên chiếc này vẫn là một cái mặt kính sapphire. Phần đường benzen chiếc này thì anh em thấy là nó thiết kế dạng cạnh khía răng cưa này nó tựa như là vảy của chú rồng. Và anh em trên tay chiếc Ohiban này thì thực sự nó tựa như là một chú rồng đang cuộn tròn trên cổ tay của anh em. Chúng ta sẽ có một cái núm chính nằm tại góc 3 giờ và đây là núm thiết kế dạng steel down. Với thiết kế một cái núm steel down này nó sẽ tăng khả năng chống nước của chiếc đồng hồ chúng ta hơn rất là nhiều anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái logo hình cá nhảy đặc trưng của Ohiban rồi. Rất là đẹp, một chiếc Ohiban với bộ dây thiết kế lên tới 5 chỉ và chúng ta sẽ có một cái chỉ ở giữa được thiết kế nó tựa như là cái đường benzen này, cũng được thiết kế bằng những cái cạnh khía răng cưa. Đó, giống như vảy của chú rồng. Hai chỉ còn lại của hai bên của chúng ta thì được thiết kế bằng thép 316L. Rất là đẹp, bóng bẩy. Đi kèm thì sẽ là một bộ khóa bướm của Ohiban này với dòng chữ stainless steel, thép không gỉ. Bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy Celita SVK200. Với bộ máy này thì các em sẽ có 26 chân kính. Tần số rộng là 28.800 cùng với thời lượng chữ cót của chiếc này lên tới 40 đến 42 giờ. Phần đáy chúng ta sẽ được triển một số thông tin là 18K benzen và rose gold này. Chúng ta sẽ có một cái đầu mã sản phẩm mã refinder và một cái số serial number. Dòng chữ automatic. Đó. Dòng chữ squidmet. Ở phần mặt số của chúng ta thì ở vị trí phần viền này cũng được khắc là 18K benzen này. Chúng ta sẽ có squid diamond. Đó. Và với một chiếc Ohiban này thì bên mình về với tình trạng là còn đầy đủ hộp sổ thẻ. Chiếc này thì bên mình đã giao lưu với khách rồi và mình quay lại video này để cho mọi người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của một chiếc độc long rất là tuyệt vời. Đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.